Kính thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama gặp sinh viên trường Đại học Soweto, tin từ Johannesburg. Hôm qua, thì Tổng thống Barack Obama đã gặp sinh viên của trường Đại học Johannesburg Soweto, kêu gọi họ nêu gương cựu Tổng thống Nelson Mandela. Trước đó, Tổng thống Obama đã gặp gia đình cựu Tổng thống Nelson Mandela. Vì tình trạng sức khỏe suy yếu của ông Mandela, Tòa Bạch Ốc quyết định không để Tổng thống Obama trực tiếp tới thăm viếng tại bệnh viện. Tổng thống Obama nói với sinh viên rằng cách trường không xa ở Orlando West, hai thanh niên cùng lứa tuổi của các bạn đã làm thay đổi quốc gia Nam Phi, tạo sự ngưỡng mộ trên toàn thế giới là Nelson Mandela và Desmond Tutu. Cựu Tổng thống Nelson Mandela từng nói là căn nhà gạch nhỏ của ông ta ở Soweto là điểm trung tâm của thế giới ông ta. Tổng thống Obama đã nói chuyện trả lời các câu hỏi của sinh viên tại trường học. Ông ta cũng nhận văn bằng tiến sĩ danh dự của trường. Cách đó không xa, người biểu tình tập trung phản đối, nhưng họ bị cảnh sát ngăn chặn không làm ảnh hưởng tới cuộc họp với sinh viên. Người biểu tình hô khẩu hiệu đòi Obama cút về nước, mang theo hình của Obama vẽ thêm râu của Hitler. Trong ngày thứ Sáu, khoảng 1.000 người biểu tình tuần hành tới Tòa đại sứ Hoa Kỳ, mang theo các biểu ngữ nói rằng chính sách ngoại giao của Obama là chính sách khiêu khích và áp bức, phản đối việc Tổng thống Obama chấp thuận việc dùng phi cơ không người lái, tấn công nhiều nơi ở ngoại quốc, làm cho thường dân vô tội bị thiệt mạng và không thực hiện lời hứa đóng cửa trại tù Guantanamo Bay. Tổng thống Obama cũng giải thích chính sách Hoa Kỳ cho các sinh viên, nói rằng ông ta không muốn có giải pháp quân sự, muốn tạo cơ hội giúp đỡ. Con người được giáo dục sẽ giúp giải quyết các cuộc xung đột, nhưng phải thực tế nhận ra rằng thế giới hiện đang có rất nhiều nhóm cực đoan không hòa giải. Ông ta ra ứng cử trong lúc Hoa Kỳ có hai cuộc chiến tranh. Ông ta được bầu lên với lời hứa là chấm dứt chiến tranh, đã kết thúc một trận chiến và đang tiến hành để kết thúc cuộc chiến còn lại. Mặc dù bị một số người biểu tình phản đối, đa số người dân Nam Phi nói rằng họ ngưỡng mộ vị Tổng thống da đen Hoa Kỳ như là cựu Tổng thống Nelson Mandela.